nhuộm thì nó nhiều dòng thuốc, nhưng đối với con dòng con keo á thì nó cách phương pháp lấy mẫu nó hoàn toàn khác. Đấy, thì khi mình lấy thuốc á, thường thường là mình phải bật cái Fugazi này, đúng không? Bật Fugazi này sau đấy mình dùng cái chén này, nó không có những cái chén khác, bắt dùng những ấn nào thì trong cái chén này nó có mã vạch là 30, 50, 70 và 80 này là chứ oxy thế thì không quan. Cho nên cái chai này thì dùng được 3-4 đầu nếu mà nó không dùng nó khác thôi, cũng đưa các cái thông số mã vạch 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil, 140 mil, 160 mil, 180 mil. Đấy, nhưng mà trong này nó bao nhiêu thuốc, thuốc bao nhiêu và oxy bao nhiêu, khi lắc đều thì cái chỉ lắc đều nhuộm đâu chỉ có cái này. Đấy, thuốc nó sẽ ra khoảng 8-9-10 thì đấy là màu nhân tạo. Đấy, thì muốn có màu nhân tạo thì cái màu tự nhiên nó sẽ đi, nó không ở lại được, nó chỉ hòa quyện một phần nào đấy thôi, bởi vì nó có nồng độ oxy bao nhiêu đâu. Khi người ta phải sáng bây giờ người ta phủ đen thì bác chỉ cứ nghĩ đen là nhân tạo, nhưng thực ra không phải. Người sinh ra người ta là biết đó là nhân tạo bây giờ là tự nhiên, thì muốn chắc bú hơn chắc nữa thì mình phải dùng thuốc. Có nhiều người ta chơi bài mình là mình đến ở đấy lần thứ hai các chị dùng oxy ba thôi. Tại sao phải nói như thế này để các chị để người ta hỏi tại sao phải như thế? Bỏ mới đầu cho nồng độ oxy quá mạnh thì bây giờ mình cho oxy thấp lại để cho căn chỉnh được sức đề kháng của tóc, nó không dồn dập tới tóc thì tóc nó sẽ khỏe và nó không yếu, nhưng mà đã tẩy rồi thì chắc cả khỏe rồi. Trong tất cả các màu nào thì cứ ra ở nào đều có